선수들이 2018년도에 우리가 중국 대 아시안 경기 그다음에 마지막에 슬키컵에 대한 부분은 자신감도 분명히 솔직히 우승을 위해서 자신감도 분명히 얻었을 것이고 또 그만큼 베트남 국민들이 이번에 또 아시안컵의 기대 수준이 높았기 때문에 또 어떤 이번 대회에 대한 어떤 결과에 대한 어떤 부담감도 다 있을 것입니다. 두 가지 다 있을 것이라 생각하고 있고 중요한 것은 지금 스즈키컵이 끝나고 이 아시안 그런 부분이 조금 선수들한테 회복될 수 있는 시간이 부족한 부분이 좀 아쉽긴 하지만 부담감과 자신감은 둘다 가지고 있으시라고 생각하고 있습니다. 아시안컵에서도 사실 우승 후보로 후보 중에 하나라고 저는 개인적으로 생각합니다. 또 거기는 어떤 기술적인 뿐만 아니라 또 체격이나 체력적으로도 굉장히 우수하다고 생각하고 있고 또 감독 또한 슬로베니아 감독으로서 많은 경험을 갖고 있는 분이 지도하고 있다는 게큰 장점이라 생각하고 있고 그렇지만 우리는 우리 나름대로의 베트남의 어떤 장점이 있습니다. 어쨌든 전문가들이 다 보는 걸 봤을 때는 우리가 조금 전력이 약하다는 것은 전문가들의 견해지만 또 축구는 예상외의 경기가 많이 발생되기 때문에 우리는 우리 나름대로의 장점을 최대한 활용할 생각을 갖고 있습니다. 지금 2018년부터 중국 대 인도네시아 아시안 게임, 아시안컵 이 문제는 전체적으로 지금 23세, 우리 베트남은 23세가 주축이기 때문에 대상들이 많습니다. 또 거기에 베트남 리그의 경기를 같이 소화를 했기 때문에 지금 선수들이 지금도 이 시합이 끝나고 나면 또 리그에 바로 베트남 리그에 합류하기 때문에 저는 선수들이 약간 피로가 누적될 수는 있다고 저도 생각하고 있습니다. 코치에 대한 문제는 예전 코치도 유명한 코치입니다. 유명한 체력 담당 코치였고 또 체력 담당이라는 건 어떤 코칭 중에 한 일부분에 불과할 뿐입니다. 그리고 거기가 크게 성공 여부에 좌우지할 영향을 미치지 않는다고 생각하고 있고 또한 지금 우리 새로운 미르라는 피겨 코치도 아주 많은 경우가 동남아에서 많은 경우가 지식을 갖추고 있기 때문에 그 문제는 특별하게 우리가 선수들이 체력 문제에 영향을 끼치리라고 저는 생각하지 않습니다. 6 giải AFF Cup 2018 khá thành công cùng với đội tuyển Việt Nam thì chúng em bước vào giải đấu này với việc là nhà vô địch của Đông Nam Á, nhưng mà huấn luyện viên và ban huấn luyện cũng nói với chúng em là phải quên quên đi chức vô địch đó và hướng tới những mục tiêu cao hơn là giải đấu sắp tới. Và chúng em nghĩ là với quá trình chuẩn bị vừa qua và với những gì đã tập luyện thì chúng em nghĩ là chúng em đủ tự tin để bước vào trận đấu ngày mai với Iraq. Dù sẽ là một trận đấu rất khó khăn trước một đối thủ mạnh, nhưng mà chúng em sẽ thi đấu hết mình vì người hâm mộ Việt Nam và sẽ cố gắng thi đấu hết mình và giành kết quả tốt trong trận đấu mở màn vào ngày mai. Iraq là một đối thủ mạnh trong bảng đấu của chúng ta, và em nhưng mà em nghĩ là những đồng đội của mình cũng đã trải qua rất là nhiều trận đấu khó khăn ở rất là nhiều giải đấu mang ở tầm châu lục, và em nghĩ là mình
Em và các đồng đội luôn luôn tự tin vào khả năng của bản thân và toàn đội sẽ cố gắng đoàn kết và thi đấu thật tốt vào trận đấu ngày mai. Đối với hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam ở qua những giải đấu ở năm 2018 thì Đình Trọng là một cầu thủ rất là quan trọng và cậu ấy thi đấu rất là xuất sắc, nhưng mà không may thì trước giải thì cậu ấy dính một chấn thương và phải phẫu thuật, và em nghĩ là trong quá trình huấn luyện viên lên danh sách chọn cầu thủ cho hàng phòng ngự thì em nghĩ là những cầu thủ hiện tại của đội tuyển Việt Nam cũng là những cầu thủ rất là tốt về mặt chuyên môn, và trong thời gian vừa qua, 2 tuần vừa qua tập luyện thì chúng em cũng đã trao đổi với nhau rất là nhiều và cố gắng gắn kết nhau qua từng buổi tập. Và em nghĩ là ngày mai thì chưa biết ai sẽ là cầu thủ, những cầu thủ nào sẽ thi đấu trong hàng phòng ngự, nhưng mà em nghĩ là chúng em sẽ cố gắng nói chuyện với nhau nhiều về trận đấu ngày mai và sẽ cố gắng thi đấu thật tốt và hoàn thành công việc của chúng em vào ngày mai. Việc em được làm đội trưởng thì huấn luyện viên cũng đã trao đổi với em và em cảm thấy thế nào khi được làm đội trưởng của đội tuyển Việt Nam thì em cảm thấy rất là vui và tự hào, và huấn luyện viên cũng nói là huấn luyện viên rất là tin tưởng em, và em nghĩ là em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đáp lại niềm tin của huấn luyện viên trưởng và cũng như toàn đội. Em sẽ cố gắng để hoàn thành công việc của mình và động viên tất cả các cầu thủ để bước vào sân và thi đấu với tinh thần cao nhất, chiến đấu hết mình vì người hâm mộ Việt Nam. Em nghĩ là mình hoàn toàn tự tin để có thể hoàn thành tốt công việc của mình, và em nghĩ là mình sẽ cố gắng để thúc đẩy tinh thần anh em và cố gắng giúp đỡ anh em trong từng trận đấu, và đặc biệt là về mặt tinh thần. Ngày hôm mà em nhận được thông báo em lên tuyển ấy, thì là hôm nay em mới ngủ dậy thôi, có rất là nhiều người gọi điện và nhắn tin Facebook em. Thực sự là em chưa hiểu điều gì đã xảy ra nữa, em thấy nhiều quá nên em không dám đọc. Thì đến cái lúc mà có thầy gọi cho em ấy, thì mới bảo em là được lên tuyển, thì lúc đó em nghĩ là em cũng chưa chắc, bởi vì đợt trước em cũng đã từng có những lần bảo là được lên nhưng mà cuối cùng lại không lên. Và cái điều này thì em nghĩ là từ khi em bắt đầu đi đá bóng rồi thì chắc chắn là cái điều này em mong chờ đã từ rất lâu rồi. Cảm xúc của em thì em rất vui và rất hồi hộp. Áp lực thì em nghĩ là em chưa có áp lực nào hết, bởi vì thật sự là em chưa đặt mục tiêu nào quá cao đối với bản thân mình. Em nghĩ là lần này em lên đây em chỉ muốn thể hiện hết khả năng của mình với mọi người ở Tây Bắc.